Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn là vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ ghế massage. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn là vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ ghế lười. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn là vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ ghế sofa. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Chúng mình xong nha các bạn. Mình em đau, là em đi anh sai ở đâu. Bây giờ chị tiếp tục tôi ngồi lên. Bây giờ mình sẽ xỏ màu hồng nha mọi người ơi. Giờ mình xỏ màu hồng nha mọi người. Mình xỏ hạt màu hồng nha. Đây nha mọi người. Mọi người đây nha. Đây nha mọi người. Bây giờ mình sẽ tiếp tục là mình xỏ màu một tím nhạt nha. Đấy, mình vừa xỏ màu tím vào, bây giờ mình sẽ xỏ hạt chữ vào nhé. Đây nha mọi người ơi, bây giờ mình sẽ tiếp tục với màu xanh dương nha. Đi xe bí mất. Mưa anh bệnh lắm. Đàn mà bậy. Ngoài đầu cũng hại mày. Rồi. Cho các bạn đợi nhà có đi đâu đâu. Nhà ai đi đâu.
đấy. Cho bà đó bố mạnh rồi lớp ừ. Giờ mình sẽ buộc hai đầu của mình lại nha, hai đầu vòng của mình lại nha. Rồi lại các bạn chụp ra lại, lại các bạn đang thích nhè. Lại mặc cái bộ thôi đi ra cô ở đây chụp tiền thích. Chả thế. Điểm mà tiền. Các bạn ơi, vòng của mình hoàn thành rồi này, video của mình đến đây là kết thúc nha. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Các bạn ơi, vòng của mình hoàn thành rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha. Mọi người ơi, đây vòng của mình hoàn thành rồi này, video của mình đến đây là kết thúc nha. Nếu các bạn thích thì có thể cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người.